không không, các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Bình Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Hôm nay Uyên Bình gặp anh Thuận, được anh chia sẻ về cuộc sống của anh ấy qua Mỹ như thế nào á. Thì cuộc sống của anh hiện giờ cũng rất là tội nghiệp, anh đang rất là cần công việc, phải không anh? Anh đang cần việc làm để có nhà ở và có tiền để trang trải cuộc sống của mình. Anh đã thất nghiệp đã 4 năm nay rồi, nhưng mà có đi làm ra, có khi đi dọn dẹp người ta, hoặc là người ta có việc làm, người ta gọi đi làm, vậy đó. Dạ, thì hôm nay em tới đây chia sẻ với anh, mong là sẽ có người giúp anh công việc làm, chỗ ở ổn định, để ổn định cuộc sống của mình ha. Ở đây là cái áo này á, là của anh Hội An, ở bên Úc á. Anh gửi tiền cho em mua đặt tặng cho những người giống như anh á. Thì bây giờ anh mặc vô thử coi. Xin chào tất cả, rồi cảm ơn sự giúp đỡ của quý anh, quý chị và tất cả đồng bào Việt Nam, cảm ơn. Bây giờ đây là mình qua tham quan cái liều này của anh Việt Nam này luôn. Hello anh khỏe không? Rồi, chào tất cả. Dạ, giống như giờ mình mới quen đấy, mới biết đây. Cũng có bếp, có lò, có này nọ. Có cái bếp, có lò, lò không đóng đồ. Đâu đâu, cái bếp của anh đâu? À, cái bếp là cái nào anh? Có cái lò. Đâu anh cho anh cái giấy em thử coi. Bếp là cái này hâm ba cái đồ nóng lên, mà cà phê nước hay là nấu nướng cái gì đó là coi như là wow. Đây son rồi chảo đây, hồi nãy em tưởng đâu anh là có microwave. Không, microwave chỗ này không có điện, làm sao có microwave? Ủa không có điện hả? Không có điện, cái này là chỗ wow. Này chỗ anh có cái đoàn sáng chế ra hay chưa? Đó wow. Nướng xào gì anh? Đây đó bếp. Nếu mà đây vậy, để ngày mai mốt em quay lại em cho mua cho anh cái bếp ga. Ok, bếp ga tốt hơn phải không? Đó, cái này là nấu cũng được, nhưng mà bếp ga thì nó tốt hơn. Yeah. Nhưng mà cái này là cũng nấu được phải không? Dạ. Yeah. Yeah, cái này là hơi cực đó, để em lấy cho anh cái này là muốn cho nó lẹ thì hâm đốt hai cái ba cái. Ừ. Đó cũng lẹ đây không lên. Yeah. Ok rồi. Để em lấy cho anh cái bếp ga. Cái loại mà Việt Nam hay nấu lên lẩu lẩu cái gì đó, nó nhỏ hơn không đó. Thôi hôm nay anh có dạ. Có đi bờ rồi ha. Dạ. Có hàng xóm rồi đó. Dạ, có rồi dạ. Đây nó là pha cà phê hả? Nấu lên wow. Đó cà phê hồi nãy pha rồi đây, cà phê hồi nãy pha rồi, cà phê nãy pha rồi đó, pha xong rồi đó thì pha chế vô cà phê xong rồi, thì cái này bây giờ mà muốn uống nữa thì hâm lại. Đồ, đây cà phê, bây giờ muốn uống cà phê hồi sáng pha rồi, pha đầy, bây giờ uống hết một nửa, giờ muốn pha nữa. Đây bỏ vô để lên hâm nóng lại đó, hâm nóng lại. À, cà phê pha cứ pha sẵn vậy, lúc nào muốn uống bỏ đổ vô đây hâm nóng lại. Yeah. Mà muốn nấu mì á thì cũng để vô đổ nước vô hâm lên. Yeah. Đó
đó cũng hay ha. Đó xong rồi đó chế vậy, sẵn cà phê muốn uống nước nào uống. Dạ anh pha vậy là anh uống nguyên ngày luôn đó, uống nguyên ngày luôn vậy đó, rồi muốn hâm lại đó có hơi khói rồi. Dạ. Hơi khói ra nè. Dạ. Đó thấy không, mới chút xíu có hơi khói, không biết có thấy hơi khói không anh. Cà phê này á là anh mua cà phê quà tan hay là cà phê phải pha phin? Muốn uống cà phê quậy tan liền cũng được, mà cà phê đây có sẵn mấy con cà phê nè, có cà phê luộc. Wow. Wow, cà phê ta bắt nữa ha, ngon đó, cà phê này là ngon lắm luôn á. Rồi đó. Rồi bốc khói nào biết đó, không biết quay được không nhưng mà thấy rồi xong đó. À, mới chút xíu bốc ơi. Anh ở đây bao lâu rồi? Ở đây ở vùng New Orleans này là cũng là 2 năm rồi. Nhưng mà đi đi về về chứ không có ở liền. Hồi trước anh ở đâu? Lúc chưa còn 2-3 năm trước là ở Mississippi. Mississippi hả? Anh lấy khẩu trang ra được không? Dạ. Lấy khẩu trang ra. Dạ, cho người ta biết mặt anh, thấy mặt anh. Dạ. Ở trong đó đi, tại vì anh tiếng mà anh ấy ra ngoài đây á nó ồn lắm, không nghe rõ. Quán người ta có đồ đồ kẹp rớt không mất rồi. Mới hơn đây đồ kẹp rồi. Đây Rồi nấu ăn. Dạ nấu ăn luôn. Ồ, đây ăn luôn rồi. Đây. Ồ. Rồi. Có rồi. Dạ, đồ ăn nhiều lắm. Đây nè, có nước, có đồ đầy luôn. Vậy hả? Anh dở cái phòng này anh chơi mà. Sao đâu cái này anh? Dạ, đó. Đây luôn. Đây, rồi, cảm ơn nhiều. Bên này. Trời ơi, quá hấp dẫn. Dạ. Những thứ này á. Dạ. Những thứ này là đồ ăn. Dạ. Tuy rằng có những người có lòng từ thiện bác ái, thương giúp đỡ, nhưng mà nói về vật linh thiêng, đây là ơn bề trên của Chúa, của Thần ban tới. Nhưng phải có lòng giúp đỡ những người từ thiện bác ái, người ta mới có lòng tốt đưa đến cho những người xa cơ thất thế hoặc là bị hoạn nạn. Nhưng mà thật ra này là trời ban phước cho những người có lòng tốt đưa đến. Cảm ơn tất cả. Anh cho em biết anh tên gì? Tên Thuận, huyện Văn Thuận. Dạ. Anh năm nay nhiêu tuổi rồi? 58 tuổi. 58 tuổi. Dạ. Quê anh ở đâu vậy anh? Sanh ở miền Trung Đà Nẵng, nhưng mà 70 vô Sài Gòn. Dạ. Anh qua Mỹ này bao lâu rồi? Qua Mỹ cũng lâu lắm rồi, nhưng mà cha mẹ anh em ở Việt Nam hết. Lúc mà giải phóng thì đi với làng xóm chạy nạn rồi đi qua đây thôi, chứ còn không có cha mẹ anh em gì hết. Anh có liên lạc với gia đình không? Lúc mà qua Mỹ thì có, nhưng mà lâu nay không có liên lạc, tại vì đi nhiều nơi không có nơi ổn định, không có địa chỉ căn cứ, thành ra cũng ít liên lạc. Wow, nó cháy quá hả? Có sao mà dập tắt lửa đó. Dạ, tắt lửa. Dạ. Đó không? Dạ. Dạ biết. Anh, em đeo khẩu trang được rồi, anh dở khẩu trang ra đi.
coi anh giả tấu nghe coi đi. Để cho người ta thấy mặt anh. Dạ. Anh rồi á, anh qua đây là anh nói như anh nói là lâu lắm rồi không có liên lạc với gia đình phải không? Đúng rồi. Dạ. Anh gia đình anh còn mấy người? Gia đình là tổng cộng là 8 anh em chị em, nhưng mà sống bây giờ rải rác hết, không biết ở đâu nữa, tại vì không có liên lạc thường. Và những người đó họ ở Việt Nam hay ở bên Mỹ? Ở Việt Nam hết. Có mình anh qua đây thôi hả? Đúng. Rồi, một mình anh qua đây khó khăn dữ à. Rồi á, anh có vợ con gì không? Không. Từ lúc qua giờ không vợ con luôn? Không có, tại vì cuộc sống bấp bênh quá, thành ra không có nghĩ tới lập gia đình. Trước đây anh làm gì anh? Làm gì? Trước đây nghề nghiệp không có, nhưng mà việc gì cũng làm hết, nhà hàng, khách sạn, hoặc là construction, hay là quét dọn nhà cửa, tiệm quán. À, công việc nào anh làm lâu nhất, công việc chính của anh á? Công việc chính không có nghề nghiệp, nhưng mà việc làm mà biết rành á là về nhà cửa, hoặc là sửa chữa, hoặc là construction, nó muốn mình phụ thì biết, nhưng mà nghề nghiệp chắc chắn thì không có. Có nghề còn nhà hàng á thì nấu thì không biết nấu, nhưng mà phụ bếp dọn dẹp hoặc là cắt rau cải thịt thà thì biết. Và anh ra phụ nhà hàng. Dạ. Anh phụ nhà hàng. Rồi anh đó đi như thế này bao lâu rồi? Dạ. Anh đi như thế này bao lâu rồi? Không có việc làm á. Và dùng New Orleans này là về hơn 2 năm nay rồi. Nhưng mà không có thân nhân cha mà anh em gì hết á. Chị sống có lúc gì ở chung với bạn bè, có lúc ở chung với tụi những người Mỹ đen hoặc là Mỹ trắng vậy đó, chứ còn cha mẹ anh em thì không có ở đây. Và anh ở đây anh có bạn ở đây là anh mới tới đây hả, hay là anh không tới đây? Không có bạn, nhưng mà chung New Orleans này là nó được tự do mình sống, tại vì nó biết là dân ở đây là dân không có gia cư nghề nghiệp, thành ra cảnh sát nó không có hỏi vấn đề mà dân hoạn lạc vậy á. Còn những thành phố khác thì cảnh sát nó thấy mình sống kiểu này thì nó bắt mình vô tù hoặc là nó đuổi đi. Còn downtown New Orleans này nó thấy vậy thì nó không có đuổi, nó cho được mình ở, thành ra tôi mới thích nằm ở đây. Tại vì ở đây là cảnh sát nó không có làm khó dễ cho những homeless, còn những thành phố khác thì nó làm khó, nó đuổi hoặc là nó bắt vô tù vậy đó. Nhưng mà anh trước khi ở đây là anh có ở chỗ khác không, như là ở vô gia cư ở chỗ khác không, hay là ở đây thôi? Cũng có khi có lúc di chuyển đi để tìm cuộc sống hoặc là tìm công ăn việc làm, nhưng mà có những lúc không có được như may mắn thì mình dòng trở lại nơi này, vì cái nơi này trung tâm cảnh sát nó không có làm khó dễ hoặc là đuổi những người homeless. Nói chung là ở đây nó dễ đó, dễ nhất, thoải mái lắm.
thoải mái, ở đây là dễ nhất, cảnh sát nó thấy vậy là nó không có làm khó mình, còn mấy thành phố khác là nó làm khó mình, nó đuổi mình đi hoặc nó bắt vô tù. Đó. Cho nên em thấy ở đây là có cảnh quá ra, ở đây thoải mái, không có công an gì làm đó. Đó, thoải mái, cảnh sát nó không làm khó dễ gì hết, nó không có đuổi người không là. Còn mấy thành phố khác nó thấy kiểu này là nó đuổi đi hoặc là nó bắt vô tù. Thành ra có khi tôi không có cơ hội nào, không có công an việc làm, tôi trở về đây lúc nào cũng được hết. Vì cảnh sát nó cho homeless nằm kiểu này. Bao lâu rồi anh không có việc làm vậy? Đó. À, việc làm á là có lúc mình đi vô mấy cái chỗ mà temporary agent á, chẳng hạn như labor ready hay là people ready, ví dụ vậy á, thì mình làm một bữa hai bữa rồi có lúc nó không có việc làm thì mình không có đi làm vậy thôi à. Là cũng là 4 năm gần 4 năm không có việc làm căn cứ. Có lúc mình đi hỏi người ta cần đi cắt cỏ hay là đi dọn nhà người ta, dọn dẹp nhà cửa thì mình làm vậy thôi à. Ủa anh, rồi anh nói sao anh không có xin thao xin được hả? Cũng có xin thao xin, nhưng mà bây giờ tạm thời là không có quyết tâm ở lại, tại vì không biết cuộc sống như thế nào, thành ra chưa có quyết định ở nơi nào. Vì là biết là nay hay là ngày mai có việc làm hay không, hay là chỗ ổn định cho mình ở, thành ra chưa có quyết định. Anh đó, anh còn giấy tờ đầy đủ không? Có giấy tờ đầy đủ, có quốc tịch Mỹ luôn, nhưng mà giấy quốc tịch Mỹ bị mất rồi, tại vì di chuyển hoài giấy tờ nó thất lạc đâu, hay là có người vô nó khiêng đồ đi rồi mất luôn rồi. Nhưng mà ID, social security với lại ba cái giấy tờ lặt vặt thì còn, nhưng mà cái giấy quốc tịch bây giờ bị mất rồi. Tịch bị mất rồi thì nó khiêng cái cặp tác đi mất luôn giấy quốc tịch. Đã, anh không có phạm tội gì hết đã. Anh có bị phạm tội gì không? Không. Chỉ là thất nghiệp đi vậy thôi. Thất nghiệp ơi. Thất nghiệp không công ăn gì, không có gì hết. Từ ngày qua Mỹ giờ không có bắt ba cái vụ mà hút hay là quýnh lạo hay là cướp bóc gì hết đó. Anh cũng chưa, anh không có hút luôn đó không? Dạ. Anh không có hút không. Luôn đó không? Trời không, ơi. Không có hút marijuana or cocaine or rock, no. Sometimes I drink. Nothing nào. That's good. Yeah. Chỉ có lâu lâu buồn quá uống một vài lon bia để mà nó khuây bộ, để mà đi ngủ khỏi phải suy nghĩ cái gì hết thôi. Còn hút hay là chích hay là đi ăn cướp hay là đi giật của cải người ta thì không bao giờ có. Trên mặt giấy tờ pháp luật hoặc là black record không có cái gì trong pháp luật hết đó. Rất chị, là tốt như vậy á. Chỉ có một hai lần chạy xe bị say là nó bắt về tù thôi. Chạy xe thì DUI thì nó bị bắt về thôi. Còn ngoài ra là không có một cái gì mà trộm cướp hay là hút sách hay là chích gì hết đó, hay là đi ăn cắp ăn trộm gì hết, chưa có. Nó chỉ có bắt một hai lần là vì mình uống bia uống rượu mình say quá nó bắt về khỏi bị tai nạn vậy thôi. Vậy rồi. Anh giờ lúc mà anh tới đây tới giờ nè, anh có kiếm được cái job nào không? Kiếm được công việc gì không? Công việc làm căn cứ thì không có, nhưng mà làm cho những cái temporary agent á, cũng như là nó có việc thì nó gọi mình đi làm thì có. Có điện thoại hả? Có điện thoại, cái chỗ mà người ta gọi đi làm.
không, ý em nói là anh là có điện thoại, anh có xài điện thoại hả? À, có điện thoại. That's good ha. Có nhiều người không có điện thoại, giờ anh có điện thoại. Vậy là tốt hơn rồi. Rất là nhiều người rồi. Bây giờ anh chỉ là kiếm việc làm thôi. À, nếu có việc làm thì giới thiệu. Dạ. Thôi anh đó. Mà điện thoại này á là một là mua prepaid card ở Walmart, bỏ phút vô gọi. À, bao nhiêu tiền? Thì tùy theo mình muốn loại 20 đồng hay 30 đồng 50 đồng, nhưng mà nó có giới hạn, nếu mình gọi hết phút thì mình phải mua lại, còn nếu mà mình chưa gọi hết phút thì nó cho được 3 tháng, tức là trong vòng 3 tháng mình chưa hết phút á thì nó còn giữ lại, mà sau 3 tháng mình còn phút hay là hết phút nhưng mà mình phải mua card bỏ vô lại. Prepaid minute. Có điện thoại, giờ có điện thoại thì lại chứ không. Mấy người này nào không có điện thoại không à? Đó. Đi kiếm cũng khó khăn. Đây, đó, à, thì bây giờ làm. có muốn lấy số điện thoại thì có gì liên lạc. Dạ, chú có biết không? Đâu có biết không? Cái gì đó, cái ổ điện đây xài được không? Không được hả? Không, có 1-2 cái gì xài được đó, tại vì nó biết ở đây là dân nó xài sợ, nó không sợ hao điện mà nó sợ người ta xài sợ bị cháy, bị mát, bị này kia, cho nên nó không có để, không cái, phải đó thì có một rồi, nó sợ người ta xài nó bị cháy thôi, chứ không phải là nó sợ hao điện, nhưng mà nó sợ bị cháy, bị thành phố lửa cắt điện, cắt ra nó cắt. Trời ơi, chú mua bằng cái gì mà có vali quá chật vậy, thì đi bằng xe buýt tới đây hả? Cái này không phải, có lúc người ta xách lạnh người ta cho. Ồ, vậy hả? Đó. Tưởng đâu chú xách đồ nhiều dữ vậy chứ. Cái này thì mua, còn mấy cái đồ lặt vặt này là người ta cho, đó, cái này là người mua, còn dùng cái đồ làm chồng, rồi cái liều này là mua luôn, đó, mua giống như hồi nãy vậy đó, cái liều này lúc về đây là mua cái này mua, còn 3 cái đồ lắc nhắc, đồ ăn, nước uống, rồi này đưa là người ta cho. Lúc mà chú tới đây là chú không lách vậy luôn hả? Vô cho cư vậy luôn hả? Hay là chú có thuê nhà ở không? Hả? Từ lúc tới đây nè, chú có ở nhà thuê không? Hay là chú ở đây luôn? Có nhà thuê với lại này người ta chó, nhưng mà có lúc người ta giúp cũng hết hạn, người ta không cho giúp nữa. Dạ. Đó. Ví dụ người ta cũng cho của hộ từ thiện á, người ta cho ở nhưng mà nó hết hạn rồi là không cho ở nữa, tại vì cái ngân quỵ người ta đó phát đồ ăn nữa đó, quay thấy không, ở đây người ta bắt thôi chứ vậy là có bốn khỏi mới cặp khỏi khỏi đem đồ ăn xuống. Wow, thank you à, rồi cảm ơn. Yeah, coi cái gì đây, cảm ơn thôi chứ mất ta Hola, how y'all doing? Very good, how about you? No, someone did it. Where y'all from? Vietnam, eh? Huh? Vietnam, okay. How about cool. You? I'm from Puerto Rico. Nice to meet you today. You work every day? Sorry? You read a book every day? No, not every day. But it can happen every day. Absolutely. That's nice. Yeah. I love it. Thank you. God bless you. Thank you. Cái này không phải là một cái cơ quan, mà cái này là một cái nhóm từ thiện. Thành ra lúc nào nó có cơ hội hoặc là có đồ ăn là nó tới. Thành ra không có giờ giấc. Không có biết ngày giờ đúng không? Không có ngày giờ. Tức là nó có đồ ăn. Thấy không? Đồ ăn ngon nè. Ghê chưa? Cái này gà là chiên, gì? Là pizza. Gà chiên đó hả? Wow. Cái này là không phải là một cái tổ chức mà một cái từ thiện. Người ta có đồ ăn thì ta đưa lại vậy thôi. Dạ. Đây điện thoại nè, đi. Dạ.
việc làm là đi làm không? Đi làm liền không? Trời, bây giờ nhưng mà kẹt cái là phương tiện, nếu có phương tiện thì đi. Hoặc là ở đây mà đón xe bus được tới nơi thì đi, hoặc là có người giúp đỡ bước đầu, nếu mà có người giúp đỡ một hai tuần một tháng gì chợ luôn chợ tới á, rồi đi làm rồi còn ai đi luôn, còn bằng lái xe còn phải đủ hết không? Bằng lái thì bây giờ không có, tại sao vì cái vụ đi vô ai hồi nãy nói á. Đi vô ai là không có lái xe được, không lái xe được. Rồi bây giờ á chừng nào mới làm được, làm bằng lái được thì chưa có đi học lại, phải đi học lại nó mới cho bằng lại. Đó, nhưng mà ai đi với là society này có sẵn đây, ai đi có mà không có được lái, không được lái đó thì bộ vậy đó. Ở Mỹ này mà không được lái xe là mệt lắm luôn đó. Rồi bây giờ anh tên gì em quên tên rồi ta? Nguyễn Văn Thuận. Tên gì? Nguyễn Thuận. Tên Thuận. Thuận. Rồi bây giờ ghi tên ghi tên với ghi số điện thoại xuống. Thì hôm nay á tới gặp anh á, em không có cái gì đây là lần đầu tiên gặp anh á, em gửi cho anh 20 đồng để anh có một mua ăn uống gì đó, phải cần mua ăn uống thì xài gì á thì mua ha. Bây giờ á thì em hy vọng là sau khi em bỏ lấy tên đó thì có người nào cần người làm việc á thì em sẽ tới em kiếm anh. Không có tên là công việc, chỉ là công việc là làm thôi. Rồi, có việc làm. Nhưng mà bước đầu tiên thì không có phương tiện. Nếu có người giúp đỡ lúc đầu phương tiện luôn tới, hoặc là có xe bus mà tới nơi được thì tới. Mà nếu mà đi tiểu bang khác anh cũng đi không? Vì có công việc không? Dạ, tiểu bang nào cũng được hết. Có nghĩa là ví dụ mà anh đi máy bay được không ta? Dạ. Anh đi máy bay được không? Có ai đi vậy rồi đi máy bay được không? Được. Lên máy bay, mua vé máy bay đi được không? Được. Có passport luôn nữa. Nhưng mà passport bây giờ có người quen ở giữ dùm, tại vì ở đây sợ bị mất đó. Có người quen giữ dùm. Passport hả? Passport có là passport luôn, thì mất cái giấy quốc tịch thôi. Nhưng mà cái passport còn với ai đi với Suzuki còn, chỉ mất cái quốc tịch thôi. Không còn anh em nghỉ bên đây hết á. Không có anh em gì hết. Đây giống như là cái nhà nhỏ nhỏ luôn ha. Khỏe. Đó, có bếp, có liều cà phê. Anh ở trong cái liều này là có lạnh không? Đâu lạnh hả? Hả? Có lạnh không? Lạnh chứ. Tại vì đó là cái này là nó thuộc về cho xài cho đi những người đi cắm trại thôi, nhưng mà bây giờ mình không có nhà cửa, mình làm nhà cửa ở, nhưng mà nếu mà muốn mà thêm ấm á thì mình trải thêm khăn mền hay là màn rồi trên cái liều thì nó ấm, nó không ấm hẳn nhưng mà nó đỡ hơn là không có. Từ đó đi hết học, nhưng mà tiếng Anh, nhưng mà mình sống chung quanh với đi làm đồ, thành ra
thành ra trực tiếp với lại nói chuyện với Mỹ, thành ra tiếng Anh cũng khá lắm. Tại cũng đi thi quốc tịch bằng tiếng Anh chứ không phải tiếng Mỹ. Không phải tiếng Việt quá. Không tiếng Việt. Những người bây giờ người ta đi bằng tiếng Việt hoặc là có người thông dịch có quốc tịch nhưng mà trực tiếp với Mỹ luôn chứ không phải bằng tiếng Việt, tiếng Anh luôn. Vì đúng không có chắc hẳn chứ để nhiều khi mình không có coi số mình á, mình biết số người ta nhưng mà không để số mình quên coi là số coi rồi đúng không? Có khi mình biết số người ta mà số mình quên, tại mình đâu có bao giờ gọi nữa. Đâu khi nào mà đâu là gọi đâu gọi là quên hoài. Chính hả? Dạ đúng rồi. Đúng 329 là 239. Không số đừng 239 phải không? 239 là 329. Vâng. Em cũng hả? Mắt của em cũng kém. Đó thì cho mua cái đây để em coi coi. 239 chứ không phải 329. Tiền số 2. Đó bự vậy chút xíu hồi không nói. 239 rồi không? Dạ, đúng rồi, 239. Đó, bây giờ coi lại coi có đúng không? Nhưng mà 908 không là đúng rồi đó. Đó. Tại mình có bao giờ gọi mình có cái cuối mà có việc làm á. Bất cứ nơi nào nhưng mà có phương tiện thì đi làm. Dạ. Nhưng mà có một vấn đề đó, nhưng mà cái đi làm mà cái đồ gì khiêng nặng quá thì khiêng không được. Ví dụ như là từ 50 bao trở lên đó. Thì khiêng không được. Đó, tại mình vợ con, yếu ớt. Đó, nhưng mà từ 30-40 bao trở xuống á, thì làm được. Ví dụ như người ta bắt thiên giác cái gì hoài mà từ 50 bao trở lên thì làm không được. Tại vì nhỏ con yếu, sức khỏe không có. Nhưng mà bất cứ cái đồ gì mà nhẹ cái gì làm nguyên ngày cũng được luôn. Đó, vậy thôi. Okay. Đây là cái áo này á, là của anh Hội An ở bên Úc á. Anh gửi tiền cho em mua đặt tặng cho những người giống như anh đó. Thì bây giờ anh mặc vô thử coi. Kính chào tất cả. Cảm ơn sự giúp đỡ của quý anh, quý chị và tất cả đồng bào Việt Nam. Cảm ơn. Rồi. Đây. Đẹp quá chừng luôn á. Đó. Đó. Nhưng đúng vừa ý trang. Và cái màu này là cái màu sạch sẽ và lịch sự. Đẹp chưa? Ok anh. Rồi, cảm ơn chị. Có gì á thì em ra đây em tìm anh ha. Nếu mà có việc làm ha. Dạ. Việc làm nơi nào cũng được hết nhưng mà có phương tiện. Có gì em dẫn thầy anh đi qua chỗ khác làm anh thẳng đi. Dạ, chỗ nào cũng được hết nếu mà có phương tiện. Dạ, nếu anh có chuyện thì để em qua vòng vòng xíu. Dạ. Nhưng mà xin lỗi nha. Em tên gì? Em tên Quyên. Quyên à? Quyên. Quyên nha, Quyên. Quyên, như ai em ạ? Quyên, như ai em Quyên. Đấy, hóa ra không? Đây là một lý do cảnh sát.
đầu tiên gặp Việt Nam ở đây. Như vậy hồi nãy chị nói là chương trình này ở bên nước ngoài hả? Em bảo em đi quê, người ta cho đủ trò chỗ, người ta cho hết. Dạ, tại vì hôm nãy nghe nói nước Úc hay là... Dạ, đúng rồi, anh ở nước Úc là tặng cái áo này cho anh nè. Anh Hội An, anh đó pháp danh Hội An á, tặng cái áo cho anh nè. Áo đẹp quá chừng luôn nè. Đó, cái... Tại hôm nãy nghe nói đó, nước Úc tượng đó là từ Úc qua thẳng bên này. Có rất là nhiều người ở các nước khác nhau coi video của em, họ ủng hộ cho những người vô gia cư anh. À, nhưng mà cái này là trung tâm của Úc hả? Nước Úc? Không, ở Mỹ. Ở Mỹ nhưng mà khắp mọi nơi hết. À. Dạ, bây giờ em bay anh ha, có gì em ra em kiếm anh ha. Dạ. Như vậy là ngày mai trở lại hay là chưa biết? À, để em coi. Dạ. Dạ. Nhưng mà có số điện thoại rồi, có gì mà không gặp thì gọi nha. Dạ dạ, có gì có việc là em gọi được. Thanh tình hình đó, mà tới nhiều không gặp đó, thì gọi điện thoại, có số điện thoại. Dạ, dạ. Có gì em ra đây em tìm anh. Với dạ, tìm, mà dạ. Tìm, mà nhiều khi có đi ngồi đâu kia để kiếm ăn, kiếm uống thì gọi điện lại nha. Anh ngồi ở đâu? Thì vòng vòng như, giống như hồi sáng này á, vậy đó. Để kiếm đồ ăn quá hả? Hả? Ờ. Còn nếu mà không gặp thì có số điện thoại gọi lại nha. Anh có, anh có đi xin tiền không? Không sao không, 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 không có xin tiền đâu. Ờ. Tại vì á, ở đây mà mình mà xin đi đi xin tiền á, là thành phần là những đứa mà nó đi xin tiền vòng vòng đây là nó kiếm tiền bia, tiền thuốc, tiền hút sách để mới kiếm. Còn mình ở đây là có đồ ăn, đồ uống, mùng mà nó đâu còn kiếm tiền chi nữa. Trừ khi đi thôi. Kiếm việc làm thôi. Dạ, ok. Đó, ở em đây nghĩ, em nghĩ là chắc có nhiều người sẽ muốn đó, ở đây là mục đích là mình muốn kiếm việc làm thôi. Còn những người mà đứng đường mà xin tiền là người ta muốn xin để mà hút sách hoặc mua thuốc, đồ này kia mới xin. Còn tôi có đồ ăn, người ta cho đồ ăn, có chỗ nằm rồi, chỉ cần việc làm thôi chứ không có đi xin tiền. Dạ, ok. Dạ, dạ. Ok, cảm ơn. Ok, bà. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Nếu các bạn cảm thấy thích, vui lòng bấm like, share and subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong next video.